Vâng, và đây là phiên bản bên trong. Mình đã mở ra, đã tháo ra. Còn bàn phím cơ Hontech LK185 đây. Chào các anh em, hôm nay đi bộ kiện giới thiệu anh em chiếc bàn phím cơ LK185, và mình sẽ mở hộp cũng như là mở bên trong ruột của chiếc bàn phím cơ này, đồng cứng Hontech này, để bên trong của nó có chất lượng và có đạt là tiêu chuẩn cho anh em để chạy làm game net hay không, có khả năng chống nước cũng như là khả năng hỗ trợ về làm game net hay không. Thì đây là con bàn phím cơ Hontech LK185, bản led là red rainbow, led đổi màu 7 màu, đang sử dụng switch quang học, đương nhiên anti-vốt để hỗ trợ rồi. Mình sẽ cùng mở bên trong cho anh em được trải nghiệm. Đây chính là mặt chính của chiếc bàn phím rainbow LK185. Đây là dòng bàn phím cơ mà mình đánh giá khá là chất lượng, giá thành ok. Và hôm nay sẽ thực hiện phẫu thuật mổ nội soi, một phanh em nói ra xem. Ở bên trong sản phẩm có hỗ trợ kê tay tháo ra rất đơn giản thôi. Anh em cùng trải nghiệm một số màu led 7 màu của chiếc led. Đó, anh em thấy không? Vâng, và đây là phiên bản bên trong. Mình đã mở ra, đã tháo ra. Còn bàn phím cơ Hontech LK185 đây. Đó. Thì đối với em nó khả năng chống nước là có. Chống nước, nhưng mà chống nước anh em biết rồi, là chống nước lọc, thì các loại nước màu, nước sting, nước ngọt, coca ở các quán game net, thì sau khi đổ vào anh em biết nước nó sẽ cộng với bụi đó. Và các chân linh kiện ở đây cộng với nước sting đổ và cộng bụi, nó sẽ dẫn mạch và nó gây đến chập, nên là khả năng chống nước với mạch ba lớp này sẽ hạn chế khả năng bị ăn mòn đó. Còn lại thì các chân linh kiện nối vào nhau đương nhiên vẫn gây chập và hư hỏng như thường. Nó khả năng chống nước, anh em hiểu nó là chống nước ở ngưỡng nào thôi, chứ không chống nước được tất cả các loại nước.
thì đến với shop đại lý phụ kiện số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Công an Liên Xô, Hà Nội. Anh em có những trải nghiệm, những sản phẩm, tư vấn hỗ trợ làm game, lắp game, cũng như là sử dụng các phụ kiện game net được tốt nhất, an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Hẹn gặp lại anh em.